lum lót đấy, hút lum lót đấy, bắt sợi đấy, con lạc đấy, con lạc đấy, hả? Con lạc đó, con đi đâu? Mày bán sao vậy? Dạ lấy 10.000. À, ba thứ chung luôn hả? Hay là sao? Thập cẩm hay là sao? Thập cẩm em. À, cho thập cẩm 2 ly. Còn ăn nó xem đồ chiên, đồ chiên rồi giấy sao đó nó gớm nè giờ mới โอ้ก็แม่นหน่อยนะครับรับเพิ่มขึ้นนะtrời thông thông nó nhắm á thông thông nhắm á nè.
thầy. Cua nó sống. Đây nè. She's home. Anh không ăn. Anh đi ăn rồi. Mọi chuyện đều biết anh không? Nhung bạc ở mùi nữa nè. Nhung về mình phía mùi thơm mùi tôi chứ. Này cho của bò nhung tôi trên này nè. Bạc ở mùi thơm rồi đó. Cần cần phải... Hả? Hả? Để ô côn. Bạc cái nông ô ấy, ô chả ngọt ấy. Ở mùi trường của nó ruộng ruộng xì. Tức quậy ruộng ở này. Tôi quay rung trường họ luôn đó, họ hay nông quên đó. Ô, có rộng những đẹp chỉ tụ quá.
rơm chết đó. Còn một cái nào rơm chết. Lên quay đấy mày nào quay ở. Và áo pháo ở đấy. Chị Tú mong vào áo pháo. Mà sắt luộc à luôn. Sắt nước sắt luộc à luôn. Anh nghe chửi cái nghe chuyện là một con nghe. Nghe được thầy con biết. Để dân dọn lần mà chị lựa tóc bi ní bạn ơi. Rất mình á. Còn mọi đây còn mọi cái chè chôn khăn luôn. Đó. Anh gọi nói cho má cái gì? Trong kia nè chung. Ê cô cho anh chị hãy bảo bao nhiêu đồng nè. Đây là bò bạc á, tôi muốn thao ruột từ mỡ với men đấy. Men mấy cái người ta xây cái đường tham mèo ấy men đi biết luộc mình hấp bạc ok hay nói luộc bạc cái luộc này ỏi bạc luộc nó men luộc nó mệt trời ộp thế cái mọi bạc đấy đâu có lại gọi dạng khi ngồi vừa mổ luộc chị lỏng á chị lỏng bỏ luôn này là mình đi hết vòng đảo đó luôn hả? Dạ một chút xíu em sẽ thuyết trình cho mọi người nghe hết rồi thì thuyết trình mau đi đặng rút lui cướp kilo bay phát chấp ở trong chèn cả sổ nè nếu mà cho bà nó hay thì ta đi thăm mình chết mình nghỉ dừng nó sẽ ai mình bán này nâng á nâng bà chân đứng cái thứ gì cái chắc rụp ra mùi nó vốn nó này nó là một bình bình luôn chắc rụp ra này nó nên thơ đúng cái đi ngồi thì lắm cái chắc rụp ra ông sài ơi cái máy dân đã cắt nó bấy ông sài ơi nó đã cái nung mồ cho nó mồi nó bấy mồi gì này quan cô chú anh chị ơi cái lượt chị
trên chú tàu mình chạy nó chạy vào ba hòn đảo này sao đó mới ghé hay cái tên là chạy xuống hòn châu bên kia mình ghé cái đó mới tập bay không có ghé những hòn đảo đang chặn ở đây còn những địa danh ở đây á như hòn trái trái mình hòn ông có đây hòn bà còn cái hòn của tử rồi con tử người cha đó là một chút xíu nữa thì cũng mình sẽ chạy qua đó mình sẽ thấy được cái hòn nó nước mặn khi côn mùa rồng mới lúc bạch đó nữa. Ủa nặng nó bên cạnh bạch đó nó mạnh cái con mới ô mới nó lắc bạch đấy. Kem phun vậy kem phun vậy. Ừ, cái ở chụp chụp mén mở một cameraman đi mấy ừ. Cho nó cứ kêu lắm nè kêu không lăng đợi sao mấy đợi sao mà mình bàn phòng cái gì ừ đợi sao mà mình so nè đợi sao tới nay trời ơi sao mình kêu mà không bàn phòng không còn con vậy chứ em đây mấy ông phụ tử nè vẫn còn con cũng cha đi chơi đang chắc rụt rè gì nè ừ 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 ô bên đông đông thấm mà dừng lặng mạnh nó tiết chỗ ở nè bên đông đông á không nè u mọi cái nè phía rồi phèo phù cái rồi kia mình thôi dừng lặng nè ôi lúc mẹ thay đổi bình lư ôi mẹ thay đổi bình lư học nè kia là gì bên kia đảo kia là gì quê xã Hồng Lệ trên đó có chùa Hoàng Tử Phật 18 mét nữa quê một khu du lịch rất là nổi tiếng lần này có chở người qua bãi du lịch không dạ được nhưng mà mình hơi nào ngoài đó luôn đi rồi mình vô đó đẹp dạ đi về trong ngày cũng được mà muốn ngủ qua đêm cũng được đảo đó là dạ đúng là còn quần đảo Ba Lộ ba con đầm Hồng Lệ
งอรูนุ่งแมนรูปร้านวะนี่หลงเนี่ยนี่โอ้เธอหมกโอ้หมกอีหมวยนู้นเลยกลุบกลุบนู้นหมกกลุบกลุบนู้นหลงหมกบังที่นู้นเว้ยเอ๊ะทำเชื่อบังกันน้องยาหมกอีเลยโอเคมันเท่าหยุดดาวเป็นน้องมอกไล่ยังดาวจ้อยแกเอายังจีนนึงก็เป็นหมันจ้อยนึงยังจีนนึงหมันลุยแกเท่าเป็นน้องหมอกคือมันเท่าโปรดาวเป็นน้องหมอกนะคือมันแหลงนี่ยังแปลกได้แน่ยังหมอกจะนึกว่าแค่แปลกแน่นมะจรอดแปลกเจ๊กเด้งตึ๊กนี่แหละเอาเหรียญหลักตัวซับจ้ะท่านอาจารย์ว่ากินลีเยียงเองเนาะเยียงเตียงฮักเยียงเองหลักตาเนาะห่อเยียงเองเนาะห่อเนาะห่อเยียงเตียงบัดเตะให้บัดไอ้เดี๋ยวจะชนะจริงด้วยบ้านยาไหนยังเล่นฟินเลยนี่ไหวอาฟินสวาจักเล่นนึงซะนะเอ้ยฟินแต่ฟินยังเล่นนึงนี่เออมันคันตึกทะลักเนาะใจจุงใจอีเนาะไอ้กองในยาทุงบักเยอะดิในทุงตัดดองนุ่งโอ้ตรงมานะนู้ยังใจโจยอ่ะอ๋อใจโจยมันก็ทายยังใจโจยเสริมนั่นนี่นะเอาข้าวจริงฮะยังคงนะยังบาดเจ็บนะแกระตุกตัวแล้วแกแตกกายยังอ่อยยังหลังทุกยังแตกกายเสียร่างแล้วยังมันอ่อยแกมันอ่อยยังจีบไปยังเปล่าเปล่ายังเกมแฮนให้คลายจิ๋งหยอกเปล่าไล่แจงไปหมดถูกล้วนเชื่อถ้ามาหนักนั่งไปหนาเปลี่ยนนุ้งตัวบ้านไอ้ลูกโอ้ยเฉยต่ำนี่นุ้งนะมึงมั้งช่วยต่ำนะมึงต่ำนุ้งแล้วก็จอดเดินเลยแล้วบักหอมหวยเลยนะเพิ่งวิ่งไปไว้ใจยังตึกหนึ่งหนาเนาะใจช่วยตึกหนึ่งหนาเนาะเออรอพลอยนิ่มขึ้นไงรอพลอยโจมขึ้นนะใจตามหนาเนาะเอฟแหวนนะโยนอปราหมอกไอ้บาดิษหมอกไอ้บาดยิงเลี้ยงเตรียมไอ้เธอจะไปจับทูจับไอ้ดิมมึกตึกอ่ะไหนบ่ายตั้งให้บ่ายอ่ะเออ
hướng dẫn cho mọi người mình biết hết những cảnh đẹp Tân An đó, một hồi xuống tiền thì lòng cô chú anh chị 10.000 hoặc vài chục ngàn đó, thấy cảm thấy nhiệt tình vài trăm ngàn không sao, mình gom góp lại nói chung là tiền công lao của mỗi người hướng dẫn ban đầu mình cũng đồng ý mà. Rồi đi nha. Được không? Chạy chơi thôi, đừng kìa. Mấy đó. Cái kẹp nó cầm dầm cái tàu đâu mình tối ấy, mình tối rồi mình nạp camera đó, mình đốt lại sớm không tính vậy sao đâu lại luôn hả
đặt cái cào thôi. Thèm đùi gà nó vô con. Mình thấy đùi gà chưa? Đó, đùi gà. Nguyên cái đùi gà luôn. Thấy chưa? Chị mình đi tiếp nha. Ngay dần đâu đây à? Đây, dạ, ổng ngồi đây. Để chú nặng. Chưa biết, để mai mình hỏi, không biết nha. Con ngựa chạy ra ngoài trước, ổng quay ngược ra ngoài sau.
Anh có chú anh chị em nghe hết chưa ạ? Ngon lắm bản sách này. Dạ, còn cái hậu cô tử của ngoài biển mà gãy năm 2006, cách đây 13 năm, cái trước kia chưa gãy quay gan như chị rồi, cô chú anh chị. Một cây thấp ở ngoài, cây cao ở trong, cũng gọi là cô tử, là hai cái đá này. Dạ, cây gan bên ngoài, nhưng mà ở bên ngoài rất là lớn, trong này rất là nhỏ thôi. Tại trong đây nhỏ. Dạ. Ôm hiện này cái mấy gì có nằm chung. Trong đồ mình có ai chưa thấy không ạ? Đúng rồi. Dạ cô chú anh chị ơi, còn này cái hố sâu sâu nhìn lâu mỗi khổ nha. Vâng cô chú anh chị ơi, cái điểm cuối cùng của cái hang này là cái hồ nước ngọt cứu được cái mạng con vua và quân lớn của ông hết một thời gian đó, nên bây giờ mình lên trên đó xem hoặc xin nước thì thỉnh nước gì đó tùy lòng của cô chú anh chị. Mình lên trên đó là phải giữ vệ sinh chung, là đừng hột dò vô và bỏ đồ chơi trong đó. Nhất còn hai tầng các cả hàng chơi chợt và hẹp, mình lên từng người thôi. Chắc là trẻ em mình không cho lên chắc cứu hơn, ngày đời thương nguy hiểm. Ở trong đồn của mình cử một hai người lên dẫn chụp hình xuống tàu mình coi cũng được, hoặc là ai lên coi trực tiếp cũng được. Và bên đây cũng có tiền nước từ trên giếng xuống cho mình rửa mặt uống tại chỗ cũng được, ai muốn lên giếng thôi cũng lên được. Dạ rồi, ai lên được, ai đại diện lên sư đi xin nước đi xin đi. Người nào làm đấy, người nào làm thế nói hả, người nào làm tôi mời đi, người nào làm tôi mời đấy. Ôi chồng mình nói chó bệnh vàng, chồng cái chó bệnh lợn vàng. Ở trong đồ mình có ai xài nước không không? Làm mưa đấy. Anh chị cô chú ơi, ai mà không thích lên cô giếng á, mình thể lên tàu trước cũng được.
hoặc ai lên coi giếng xong mình tranh thủ lên tàu nha. Tại không đợi chứ, không đợi đi một lượt luôn nha. Dạ tại vì sợ một hồi nước biển lớn hơn giờ này, nước biển lớn á sẽ dạ đúng rồi sợ thôi chọc rồi.